vị khán giả ha. Hôm nay bất động sản review 5 nền full thổ cư liền kề ha, tọa lạc tại xã Mỹ Lộc, Cần Giuộc, Long An. Đất của mình nằm trên đường mặt tiền chùa Thiên Mụ ha quý vị. Đây là con đường chùa Thiên Mụ. Đây là con đường này mình đi thẳng là ra tới Nguyễn Thị Bài. Đường Nguyễn Thị Bài ha. Mình rẽ phải là ra cộng đồng Lộc Hậu là đường thông ha quý vị. Còn cái hướng ngược lại phía sau của mình là ra tỉnh lộ, ra tỉnh lộ 85A. Đây, đây con đường phía trước mình. Mình đi thẳng là 2 km nữa là ra mình ra tỉnh lộ 85A ha quý vị. Đó, mình rẽ tay trái là mình về thị trấn Cần Giuộc đó ha. Còn hiện tại đất của mình giới thiệu là nằm ở vị trí này. Đó, nằm tại ngay đây. Đất của mình là có cắm cọc ha quý vị. Đó, có cắm cọc. Ranh giới rõ ràng ha. Đây. Đây là một cái cọc ranh giới có xe gạch ha quý vị, thẳng ra phía sau. Đó, phía sau đó. Đây. Đó, cọc bên này. Qua cọc bên kia. Ngang. Ngang là 4 mét ha quý vị. Chiều dài là 30 mét ha. Ngang 4, dài 30. Hiện tại là mình có 5 nền liền kề ha quý vị. Đó. Ở đây là nền số 1 nè, số 2, số 3, số 4, số 5. Đó, 5 nền. Đó, mình quay tổng thể sơ cái cho quý vị xem nè. À, mình có 5 nền. Ngang 4 ha, dài 30. 5 nền diện tích giống nhau ha quý vị. Mặt tiền đường này luôn ha, mặt tiền đường chùa Thiên Mụ luôn nha quý vị. Sổ hồn riêng, sổ thể hiện lối đi đường chùa Thiên Mụ này luôn ha quý vị. Xây dựng tự do ha. Tọa lạc tại xã Mỹ Lộc, Cần Giuộc, Long An. Đường thông cơ sở hạ tầng đầy đủ ha. Giá bán là 1,2 tỷ một nền thấy quý vị. Giá bán 1,2 tỷ một nền, diện tích thì giống nhau, ngang 4, dài 30. Đó. Có ranh giới ha. Cụ thể rõ ràng hết ha, xây gạch ha, mỗi bên 4 m dài 30 m. Mặt tiền đường xe tải chạy quy du ha. Đó, phía trước mình ha. Đó, xe ben nha. Xe ben 2 tấn rưỡi chạy chạy ok luôn ha. Đó, trước mặt của mình. Từ vị trí đất của mình ra tỉnh lộ 85 2 km. Còn hướng ngược lại của mình là ra cộng đồng Lộc Hậu ha quý vị. Cô chú anh chị nào mà muốn đầu tư xây nhà ở hay nhà bán thì liên hệ bên mình. Mua một nền thì mình bán một nền, mua hết thì mình bán hết ha. Bán bất động sản kết thúc video tại đây ha quý vị. Rồi xin cảm ơn tất cả đã luôn ủng hộ và xem video của kênh. Xin chào và hẹn gặp lại. Quý anh chị nào chưa đăng ký kênh mà nhớ đừng quên đăng ký kênh để nhận thông báo cũng như là giá cả thị trường bất động sản. Xin chào và hẹn gặp lại.